Desmitificar, động từ là làm cho sáng tỏ. Ví dụ như mình có cụm từ là desmitificar a ese señor, có nghĩa là làm sáng tỏ hơn cái ông này, điều tra cái quý ngài này kỹ hơn. Señor có nghĩa là quý ông ha. Plantear, động từ là đề nghị. Plantear la personalidad là tính cách. Chẳng hạn như mình có cụm từ là la personalidad aventurera, có nghĩa là tính cách phiêu lưu. Aventurera tính từ là thuộc về phiêu lưu, do nó bổ nghĩa cho giống cái số ít cho nên đuôi nó đuôi a. Inédito, inédita có nghĩa là chưa từng có, chưa từng xảy ra. Chẳng hạn như mình có cụm từ là la lluvia inédita, có nghĩa là cái cơn mưa lớn chưa từng xảy ra bao giờ, cơn mưa lịch sử. La lluvia inédita, do danh từ giống cái số ít cho nên đuôi này đuôi a ha. Surgir, động từ là nổi lên. Surgir la infamia, sự bỉ ổi. En referendum, cuộc trưng cầu dân ý. En referendum. El escándalo, xì căng đan, vụ cái bê bối. El escándalo. En espionaje, vụ gián điệp. En espionaje. Chẳng hạn như mình có cụm từ là escándalo de espionaje internacional, có nghĩa là cái scandal về cái vụ gián điệp quốc tế. Escándalo de espionaje internacional. Cái này là cái tính từ là thuộc về quốc tế, international. Nó bổ nghĩa cho cái giống được số ít, espionaje. El archipiélago có nghĩa là quần đảo, là gồm có nhiều đảo. El archipiélago. La joya là trang sức. Ví dụ như mình có cụm từ là la joya del oro, có nghĩa là trang sức bằng vàng. En oro là vàng. La joya del oro. El invitado là khách mời. El invitado. En reto, thử thách. En reto. Tính từ migratorio, migratoria có nghĩa là thuộc về di trú. Traditional, tính từ là thuộc về truyền thống. Traditional. Chẳng hạn như mình có cái câu là Luis Castro analiza junto con sus invitados los retos migratorios que enfrenta un país tenido por hospitalario. Có nghĩa là một người đàn ông tên là Luis Castro phân tích, analyzar, có nghĩa là phân tích ở đây cái ngôi thứ ba xuất hiện tại. Thì đuôi là đuôi A. Các bạn coi có thể coi lại cái thì hiện tại đơn đối với động từ. Junto là cùng nhau, cùng với. Con sus invitados có nghĩa là cùng với những cái người khách mời của anh ta. Los retos, những cái thử thách. Migratorios, migratorios này là cái tính từ thuộc về di cư, nó bổ nghĩa cho cái số nhiều giống được los retos cho nên đuôi nó là đuôi os ha. Migratorios. Mà que un país tenido por hospitalario có nghĩa là một cái đất nước được biết đến, được cho rằng bởi cái sự hiếu khách. Hospitalario là sự hiếu khách. Phải đối mặt, cái đất nước đó nó đối mặt. Enfrentar là đối mặt, nguyên mẫu là đối mặt nhưng mà chia cho ngôi giống được số ít, ngôi thứ ba cho nên nó un país này nè. Cho nên nó là đuôi a ha. Các bạn có thể coi lại cái thì hiện tại chia cho động từ ở hiện tại đơn. Ở đây người ta chuyển cái enfrentar ra phía trước để mà nhấn mạnh cái động từ này hơn là cái danh từ này. Cái nào mà nhấn mạnh hơn người ta sẽ chuyển về phía trước. Người đàn ông tên Luis Castro là cùng phân tích với những cái khách mời của anh ta những cái thử thách về di cư mà một cái đất nước nổi tiếng hiếu khách được biết với cái sự hiếu khách mà phải đối mặt.